Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư nha. Hiện tại em đang có mặt tại xã Bình Hòa Trung của huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An nha. Thì em đến đây em có nhận quay bán cho chủ một thửa đất ruộng nha cô chú anh chị. Thì cái thửa đất ruộng của mình ở đây là tổng diện tích được 8.000 m² nha. Thì do là chủ đang kẹt tiền nên cần bán gấp nha cô chú anh chị. Thì lúc trước thì chủ kêu cái lô này thì hết 8 công này thì giá là 1 tỷ, nhưng hôm nay chủ kẹt tiền quá nên cần bán gấp nha cô chú anh chị, nên chủ hạ giá xuống nha. Thì cái vị trí ranh đất của mình thì từ cái bờ bên này nha cô chú anh chị, thì ở đây mình có trụ đá hẳn hòi hết nha cô chú anh chị. Đây trụ đá đây nha cô chú anh chị, thì từ đây đi thẳng vô thì cái hậu nó là 1.4 nha cô chú anh chị. Và cái mặt tiền tiếp giáp theo con lỗ đất này thì được 60 m nha cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền lỗ đất này thì xe máy xe ba gác là mình đi được thoải mái vô tới đất nha cô chú anh chị. Và trước đất mình ở đây là thêm một con kênh này là kênh thông nha. Thì do là cái vụ này là vụ hè thu nên cỏ này kia nó mọc rất là nhiều nha cô chú anh chị. Thì hàng năm thì nước xuống đó, thì cỏ này nó sẽ chết hết nha cô chú anh chị. Thì đường kinh mình ở đây rất là thông thoáng nha. Thì con kinh này là mình thông ra ngoài tỉnh lộ 87 được nha cô chú anh chị. Thì kênh này là kinh thông hai đầu nha. Thì từ cái vị trí này mình đi ra tới ngoài lộ lớn của lộ cây khô nhỏ đó cô chú anh chị, thì từ đây mình ra tới lộ lớn thì tầm khoảng là 400 m nha. Thì đất mình ở đây là cách điện cách nước khoảng tầm 400 m luôn nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì cái mặt tiền lộ của mình được 60 m nha. Và cái bờ ngang lộ này thì ngang lộ này tầm khoảng là 4 m nha cô chú anh chị. Thì chân lề lộ luôn thì nó ra tầm khoảng 6 m nha. Thì vị trí mình ở đây là khá là đẹp nha cô chú anh chị. Vị trí mình ở đây là hướng đông, hướng mặt trời mọc nha cô chú anh chị. Đây là hướng đông nha. Thì từ cái vị trí này mình đi về trung tâm của thị xã Kiến Tường đó cô chú anh chị, thì tầm khoảng 6 km nha. Thì mình sẽ ra tới là trung tâm của thị xã Kiến Tường. Còn từ vị trí này mình cũng đi ra trung tâm của Mộc Hóa mới đó, tầm khoảng là 10 cây. Thì mình ra tới tỉnh lộ 87 đó thì tầm khoảng là 1.5 cây đến 2 cây số nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình từ thành phố Tân An thì mình lên tới thửa đất này là tầm khoảng là 65 km nha cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có hai đường đi. Cái đường đi thứ nhất là mình đi đường N2, thì cô chú anh chị mình đi tới khu nhà yến của Lý Hải là cầu Bo Bo đó, thì mình rẽ phải về hướng tỉnh lộ 839 đó cô chú anh chị. Thì mình đi theo con đường đó mình tới cầu Mỏ Vẹt thì mình rẽ trái, mình đi đường biên giới thì mình về tới thửa đất này đó là tầm khoảng là 80 cây nha. Còn cô chú anh chị mình đi đường cao tốc mình xuống quốc lộ 62 thì mình về tới đây thì tầm khoảng là 110 cây nha cô chú anh chị. Thì từ đây cách điện nước khoảng 400 m thôi nha cô chú anh chị. Thì cái lô đất này thích hợp với cô chú anh chị mình về đây mình cắt cái nhà vườn mình ở đó, để mình ở phía sau mình làm ruộng hay là mình đào ao nuôi cá mình làm vườn đó, thì khá là thuận tiện với cô chú anh chị mình luôn nha. Mình có thể mình cải tạo con đường này sơ, mình có thể mình gãy một lớp đá mỏng thôi cô chú anh chị, tầm khoảng 5 đến 7 triệu thôi thì xe hơi mình có thể mình vô được tới đất nha. Thì cô chú anh chị mình ở xa đó có cần hỗ trợ gì máy móc để mình gãy đá thì bên đây em có hỗ trợ cho cô chú anh chị mình nha. Thì kêu xe đá đó và xe cuốc đó mình gãy đá vô cho cô chú anh chị mình được, để xe hơi mình đi thông thoáng vô được tới đất nha cô chú anh chị. Thì đây là cái ranh còn lại của thửa đất mình nha cô chú anh chị. Thì từ vị trí này mình cứ đi thẳng vô thì hậu hai bờ song song vô đó tầm khoảng là 140 m nha cô chú anh chị. Thì cái hậu ở phía sau đó cô chú anh chị, phía sau nó tớp hậu vô khoảng chừng 5 đến 7 m nha. Cái mặt tiền ở phía trước là được khoảng gần 60 m, phía sau nó tầm khoảng 51 52 nha cô chú anh chị, thì tớp khoảng vài mét nha. Thì hiện tại thì chủ đang cần bán cái thửa đất này, thì bán tổng hết diện tích này trên sổ khoảng hơn 8.000 m², thì chủ bán giá là 800 triệu nha cô chú anh chị. Thì giá này thì em sẽ cho cô chú anh chị mình vô mình gặp chủ để mình thương lượng thêm nha.
thì chú cũng đang kẹt nợ nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình thiện chí đó, mình về đây mình xem đất đó, thì em sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị mình gặp chủ đó, thì mình thương lượng thêm, thì bên em sẽ phụ thương lượng với cô chú anh chị mình nha, để chủ đất bớt hết cỡ cho mình được bao nhiêu nha cô chú anh chị. Thì giấy tờ thì pháp lý sổ ganh gấp bỏ gàng hết nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Thì đây là cái máy kéo lúa nha cô chú anh chị. Thì ở đây là do là đang vô vụ cắt lúa nha cô chú anh chị. Thì lô đất này thì cô chú anh chị mình về đây mình mua để mình sở hữu đó, thì nếu mà không có sử dụng đó thì bên em có nhận thuê lại cho cô chú anh chị mình nha. Thì bên em thuê lại là một công là 1.8 triệu trên một năm nha cô chú anh chị. Thì bao nhiêu công đó mình tính mình nhận ra tiền nha. Thì cô chú anh chị mình quan tâm đến cái thửa đất này thì xin liên hệ với em. Em tên là Linh, qua số điện thoại là 0949 394 622. Em sẽ kết nối cho cô chú anh chị mình sở hữu được cái lô đất này nha. Thì cô chú anh chị mình mà không có mà giấy trực tiếp sản xuất nông nghiệp đó, thì bên em có nhận hỗ trợ giúp đỡ cho cô chú anh chị mình sở hữu cái giấy mà trực tiếp sản xuất nông nghiệp nha, để cô chú anh chị mình có thể là mua tất cả đất lúa ở chỗ nào cũng được hết nha cô chú anh chị.